Xin chào mọi người, bây giờ tớ đang ở sân bay Nội Bài và tớ vừa mới đi qua cổng an ninh xong. Thế là tớ đã xin anh bảo vệ ở cổng an ninh là cho tớ cầm tay phim nhưng mà anh ấy không đồng ý. Anh ấy vẫn quảng bá khách đồ và bảo là nhà sản xuất người ta cũng bảo là ok. Nên là có gì mà hỏng phim thì em cứ kiện nhà sản xuất. Hello Universe, welcome back to my planet. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của tớ. Ngày hôm nay thì như mọi người đã thấy dưới tiêu đề, hãy cùng tớ xem là liệu cho phim đi qua máy scan ở sân bay thì có sao không nhá. Ok, tớ sẽ nói chuyện với mọi người về hai phần. Phần đầu tiên đấy là những cái lý thuyết mà tớ đọc được trên mạng. Và phần thứ hai là những cái trải nghiệm thực tế của tớ với việc là cho phim đi qua máy quét ở sân bay. Trước hết, ở mặt lý thuyết tớ đọc được thì cái này là tớ đọc được rất là nhiều nguồn ở trên Google, mỗi trang một ít và hầu hết là đều nói những cái như nhau và thậm chí là những bài tiếng Việt còn dịch ra của những bài tiếng Anh và tớ không biết bài nào là bài gốc nên tớ xin phép là sẽ không để credit cho ai cả. Theo như những gì tớ đọc đấy là mọi người khuyến cáo về việc là không nên cho phim ISO cao đi qua máy quét ở sân bay. Những phim mà ISO từ 800 trở lên thì có nguy cơ là bị gây hư hại nhiều hơn là những phim ISO thấp. Thế nên là mọi người nên mang những ISO thấp khi đi máy bay thôi là cái thứ nhất. Và cái thứ hai đấy là những cuộn phim thì không nên đi qua máy quét quá là nhiều lần ấy. Ví dụ như là phim 800 thì chỉ nên đi qua máy quét một lần thôi vì tia X có thể gây hư hại này. Phim 400 thì có thể đi qua hai lần. Phim 200 thì có thể đi qua 4 lần. Kiểu những cấp số nhân như vậy. Để giải quyết vấn đề này thì trên mạng họ đưa ra hai giải pháp. Thứ nhất đấy là mọi người có thể sử dụng phim shield, tức là những cái túi bọc phim để bảo vệ trước tia X. Và thứ hai đấy là mọi người cho vào một túi zip trong, sau đấy thì đem qua cửa soát an ninh và lịch sự hỏi những anh giám sát an ninh ở đấy xem có thể được mang qua hay không. Thì với kinh nghiệm cá nhân của tớ đấy là tớ đã sử dụng cái cách đấy là tớ đã xin anh bảo vệ ở cổng an ninh là cho tớ cầm tay phim nhưng mà anh ấy không đồng ý. Anh ấy vẫn quảng bá khách đồ và bảo là nhà sản xuất người ta cũng bảo là ok nên là có gì mà hỏng phim thì em cứ kiện nhà sản xuất. Thì tự bị từ chối biết sao giờ, chỉ biết bỏ vào đấy mang qua thôi. À, tất nhiên là không phải là cứ đi qua sân bay thì mọi người mới vào máy quét đâu. Mà hôm trước có một hôm mà tớ vào Lăng Bác chơi thì tớ cũng cần phải đi qua máy quét. Nhưng tất nhiên là an ninh ở Lăng Bác tớ nghĩ là cũng không căng như ở sân bay ấy. Thế nên là khi mà tớ show ra cái máy ảnh phim và xin các chị cho cầm tay vào thì mọi người ok, cho cầm tay luôn vào, không cần đi qua máy quét. Nên là mọi người hãy cứ thử cái cách đấy đi, biết đâu nó lại có tác dụng ấy, đúng không? Chứ còn không phải ở đâu họ cũng không cho mang qua đâu. Nhưng mà với trải nghiệm cá nhân thực tế của tớ thì những cái cuộn phim mà tớ đem đi bay nội địa trong nước ấy thì nó chưa có ảnh hưởng gì nhiều. Có duy nhất một cuộn phim mà đợt đấy là tớ đi từ Đà Lạt về Hà Nội và cuộn đấy thì nó là Vision 250D, tức là cái độ nhạy sáng của nó rất là thấp. Tớ không chụp hết cái cuộn phim đấy ở trên Đà Lạt luôn mà tớ có mang về Hà Nội chụp thêm một chút và tráng ra. Thì cái cuộn này tớ chụp từ năm 2021 rồi, khá là lâu. Và một vài cái kiểu ảnh nó bị như thế này, tớ sẽ gắn ảnh cho mọi người xem. Tức là tớ không hiểu lý do vì sao mà nó lại bị sọc chéo. Có thể là do máy, có thể là do lab, mà cũng có thể là do vấn đề của máy quét ảnh hưởng lên phim, tớ không biết được. Nhưng mà tớ chưa bao giờ gặp trường hợp đấy. Nếu như bạn nào biết lý do vì sao thì có thể giúp tớ bằng cách comment ở dưới nhé. Anyway, quay trở lại câu chuyện thì tớ sẽ cùng đưa mọi người đi Đà Nẵng với tớ để thực tế chứng kiến xem là cái việc đưa một cuộn phim qua máy quét cả quá trình chụp ảnh rồi đưa về Hà Nội thì liệu có bị ảnh hưởng hay không nhé. Hôm nay thì tớ chọn cuộn Agfa Vista 200 nhưng mà cuộn này đã outdate rồi nên là ISO tớ set chỉ còn 25 thôi. Thực ra là khi quay xong thì tớ mới nhận ra chọn một cuộn outdate khá sâu để cho mọi người xem ví dụ về tác động của tia X-ray lên phim nó cũng hơi dở ấy. Tại vì bản chất cái cuộn outdate thì nó ra cái độ nét nó không được như indate. Nhưng mà thôi lỡ rồi nên là mọi người thông cảm vậy nhá. Ở đây thì tớ có quay lại một vài đoạn clip ngắn khung cảnh của Đà Nẵng bằng camera điện thoại và lát nữa thì tớ sẽ ghép những cái ảnh mà tớ đã chụp cùng những cái khung cảnh này luôn để mọi người có thể so sánh ảnh từ phim đã qua hai lần máy X-ray ở sân bay với thực tế những gì mà tớ nhìn thấy trên camera điện thoại có khác nhau không và có bị ảnh hưởng hay không nhá. Xin chào mọi người, bây giờ tớ đang ở sân bay chiều về và vừa mới đi qua cổng an ninh xong. Thì bây giờ cuộn
phim nó đã nằm yên nghỉ trong máy rồi và đang chụp được đến kiểu thứ 25. Tớ sẽ về Hà Nội chụp nốt để rửa ra xem nó sẽ như thế nào nhé. Cá nhân tớ đánh giá thì cuộn này tuy là outdate khá sâu và set ISO có 25 thôi, nhưng mà khi chụp ở điều kiện thời tiết nắng to như thế thì ảnh ra vẫn rất là trong và hoàn toàn không có dấu hiệu bị hư hại gì khi đi qua máy X-ray cả. Tuy nhiên là vẫn có một vài ảnh nó noise hơi nhiều, nhưng mà tớ nghĩ là do outdate thôi chứ nó không phải là do đi qua máy ấy. Kể cả những ảnh này tớ chụp lúc bình minh này cũng thiếu sáng nhưng mà vẫn ok đúng không? Và sau đây thì tớ sẽ cho mọi người xem tham khảo một vài những cái ảnh chụp từ những cuộn phim mà tớ đã đi một vài nơi trong nước. Nói chung tổng kết lại thì cá nhân tớ thấy là cái việc mang phim qua máy quét nó không có vấn đề gì cả. Miễn là mình bảo quản nó cẩn thận một chút. Và dù gì thì cũng nên nghe khuyến cáo của mọi người, đấy là không mang những cái cuộn ISO quá là cao. Thì như thế thôi là mọi người vẫn có thể chụp ok rồi. Thực ra là cái clip mọi người nhìn tóc tớ mọi người cũng thấy đúng không? Cái clip mà tớ quay ở Đà Nẵng nó đã là cái câu chuyện từ rất lâu trước rồi ấy. Kiểu tóc tớ có một nhúm ấy, xong bây giờ nó đã dài hơn rồi. Nhưng đại loại là đầu năm âm lịch Giáp Thìn 2024 quay trở lại với một clip vượt lười. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau. Nếu như mọi người có chủ đề nào mà quan tâm hay thắc mắc mà muốn là bọn mình cùng tìm hiểu, cùng bàn luận với nhau thì hãy để comment ở dưới nhé. Tớ sẽ đọc comment đấy, tớ đọc comment rất kỹ và rất thường xuyên. Kể cả tớ không up clip thôi nhưng mà tớ vẫn sẽ đọc comment đấy. Nên là yêu tớ thì hãy nói nhé. Tớ vẫn nhận được tình yêu của mọi người và cả ghét nữa nếu như mọi người không thích nữa. Ok, hết rồi. Hẹn gặp lại ở trong những clip sau. Bye bye.